chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Để xem hôm nay mình sẽ mở hộp gì nhé. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Các bạn có đoán ra được đây là quyển sách gì không? Đây là quyển sách tập hợp tất cả những tác phẩm tranh minh họa cho bộ truyện tranh Bảy Viên Ngọc Rồng đó. Chỉ mới thấy hình ở ngoài bìa thôi mà đẹp đến như vậy rồi. Quyển sách này thiết kế đọc từ phải sang trái nhé, như cách đọc của người Nhật luôn. Ok, chúng ta bắt đầu xem bên trong thôi. Đây là tấm poster có chữ ký của tác giả. Còn phía sau là gì ta? Hình như là thư cảm ơn. À, năm 1984 là quyển đầu tiên của Bảy Viên Ngọc Rồng được xuất bản. Năm 1985 thì mới bắt đầu gặp Giam Cha. Wow, nhìn những tấm hình này, mấy bạn 8X, 9X chắc cảm thấy xúc động lắm nhỉ? Giống như trở về tuổi thơ á. Chắc có lẽ mình sẽ để thời gian còn lại cho các bạn thưởng thức nha. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye!
In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?